35 điều cần làm để có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc sự đơn giản là đỉnh cao của nền văn minh Jesse Samter một cuộc sống đơn giản có ý nghĩa khác nhau và giá trị khác nhau với mỗi người. Với tôi, nó có nghĩa là loại bỏ đi tất cả, chỉ giữ lại những gì thiết yếu, đánh đổi những rắc rối cho bình an, dành thời gian cho những việc quan trọng với mình. Học cách sống đơn giản là học cách loại bỏ rất nhiều thứ để có thời gian quan tâm những người và những thứ bạn yêu quý, là loại bỏ những gì không cần thiết chỉ giữ lại những thứ có giá trị. Tuy nhiên đây lại không phải là một quá trình đơn giản, nó là một hành trình, không phải là một đích đến và đôi khi bạn tiến lên hai bước nhưng rồi lại dễ dàng bị lùi lại một bước đấy. Nếu bạn quan tâm thì đây là một hướng dẫn thích hợp để bắt đầu, với những người lười đọc danh sách bên dưới vì thấy quá dài thì có thể tóm tắt lại thành hai bước chính sau. Danh sách ngắn gọn xác định điều gì là quan trọng, loại bỏ tất cả những thứ khác, danh sách đầy đủ lên danh sách 4, 5 điều quan trọng nhất, xem lại các cam kết đã đặt ra loại bỏ bớt những hoạt động không còn phù hợp với tư tưởng hiện tại, xem lại cách bạn sử dụng thời gian, học cách nói, không, hạn chế các kênh thông tin giao tiếp, chọn lọc thông tin đọc nghe, nhìn. Dọn dẹp phòng ốc, loại bỏ những thứ có kích thước lớn tối giản quần áo hình dung về cuộc sống đơn giản bạn muốn giảm mua sắm. Có thể thử thách bản thân một tuần không mua sắm hoặc chơi lớn thì một năm không mua sắm luôn, sắp xếp để có nhiều thời gian trống, dành thời gian với những người bạn yêu quý và cho bản thân làm những gì bạn thích ăn chậm lái xe chậm sống ở hiện tại hệ thống lại mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn nôm na là sắp xếp phân bổ căn chỉnh lại để mọi thứ trong tầm kiểm soát tạo các thói quen tốt học cách sống giản dị chuyển tới sống ở một căn phòng nhỏ hơn hiện tại đây là động lực giúp bạn bỏ bớt những món đồ không cần thiết và thực hành sống đơn giản biết thế nào là đủ tạo ra một menu bữa tối đơn giản dễ làm xoay vòng trong một tháng ăn uống lành mạnh tập thể dục tìm ra cách để thể hiện bản thân đơn nhiệm mỗi lúc một việc và tập trung để tạo ra kết quả tốt nhất nuôi dưỡng sự bình an lên danh sách những nhiệm vụ quan trọng trong ngày dành thời gian không làm gì cả chọn chất lượng không phải số lượng tìm những niềm vui đơn giản tìm nguồn thu nhập thụ động lên kế hoạch chi tiêu học cách xếp đồ gọn nhẹ đây cũng là một kỹ năng quan trọng cho những người thường xuyên xê dịch tự tìm hiểu những kiến thức về cách sống đơn giản luôn luôn hỏi điều này sẽ giúp đơn giản cuộc sống chứ nếu câu trả lời là không bạn cần xem xét lại